Rồi, thường test sau 7 ngày đây. Không cả. Chọc sâu vô. Để yên nha. Sâu vào không sâu là nó không tới đâu. Ngồi yên. Hạng gì mà nhanh nhanh kia trời. Tao có ra nước mũi không? Có. Mày mày test đâu kiếp mẹ luôn. Không ra nước mũi là đéo ấy đâu. Chụp cái cây để cần thì quay. Quay mỗi cái lúc mà đổ vào thôi. Chụp cái cây này đang khó đéo đâu mà coi chừng. Phải 15 phút nó mới có hiệu nghiệm mà, đâu phải ấy ra liền đâu. 15 phút đó chú. Kết quả chỉ được nhận sau khi nó hiện mặt trong vòng 15 phút, không sau 15 phút không tính nữa. Không. Ông đau quá, ông test đau quá. Đau mới lại do mình. Đau vậy nó mới chính xác, đòi test nhẹ nó có tới đâu mà đòi chính xác. Thì sâu mới lấy cái dịch chính xác chứ sao. Mẹ để họ ở bên ngoài ai tính cho mẹ. Ngồi cầm hả anh? Được chưa? Yên hả? Nè, cái này mới là quay nè. Quay được rồi. Cái thứ đáng quay nhất nè. Nhiều rồi. Chắc âm tính quá. Âm xong rồi tắm chưa đi làm đâu. Đang lên rồi kìa. Đâu? Không lên, lên rồi. Em bảo ít mà cơm lên phòng ngay như vậy. Rồi, không sao rồi. Có thấy mẹ gì đâu không? Thì nó không hiện, nó không hiện là không sao. Úi giời, mà thôi đi lên nha. Đi lên bên kia. Mẹ còn chưa hết. Đi lên. Thôi toàn rồi, một mặt mờ kìa, chết. Đi lên. Vẫn chưa hết kìa, ngồi đó. Một mặt kìa. Lên rồi. Hả? Lên rồi nè, chữ T lên là miệng vẫn còn. Đập luôn đi chứ, tiêu rồi. Chưa hết mà sột. Vẫn chưa hết. Chạy lên, đừng có mà đi lung tung. Mày chọc mày gửi ông Trung đi, đã thấy kéo. Đó, ông anh gửi làm cho ông Trung đi.